Nhất Quyên, cậu bé 18 tuổi thưa quý vị. 18 tuổi tuổi bước vào đời mà đã tìm tất cả mọi thứ lạ lùng để làm. Giỏi chứ bộ, 18 tuổi hồi xưa mình biết gì đâu. 18 tuổi lúc đó Ngân chỉ là một cô bé ở dưới Cai Lậy, có biết gì đâu. Bây giờ lên Sài Gòn biết nhiều, ăn nhiều nên bự. Em là người quê đâu? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Dạ đúng rồi. Rồi ai chỉ cho làm YouTube hay là tự mày mò? Dạ không, thời gian đầu thì đó chỉ là một cái tài khoản YouTube bình thường thôi. Rồi sau này em mới đăng những video gọi là giải trí lên á. Xong rồi có nhiều người vô xem rồi comment cái ủng hộ em và em làm tiếp. Cái kênh của mình tên là Thiệu Nhất Nguyên luôn hả? Dạ đúng rồi, tên em. Rồi, mời mọi người giao lưu. Em ơi, em 18 tuổi, vậy thì cái kênh của em bắt đầu lập cái kênh đó từ năm em bao nhiêu tuổi? Dạ thì cái thời gian lập kênh thế thì lâu rồi, nhưng mà em mới bắt đầu chỉ một năm nay thôi, hơn một năm. Hơn một năm có nghĩa là từ 17 tuổi là em làm YouTube. Dạ đúng rồi, hồi lúc em còn đi học đó, em còn là học sinh thì em đã làm YouTube rồi. Ủa vậy thì bây giờ em còn đi học đại học? Dạ không, bây giờ em không học đại học nhưng mà em học chuyên ngành quay phim. Để sau này em có thể là quay phim hoặc là làm những việc gì đó liên quan đến phim ảnh. Em ơi, chị thấy là ở trong cái kênh của em có rất là nhiều chủ đề. Thì làm đồ ăn nữa đó cưng. Đó thì cái món mà em lạ nhất mà em làm nhiều người coi nhất là món gì vậy? Dạ, bắt mắt và lạ nhất là em làm một cái bánh kem sinh nhật cũng to và làm bằng cá viên chiên đầy đủ màu sắc rất là đẹp. Cái đó là bao nhiêu, được bao nhiêu lượt view hả em? Dạ, thì điểm hiện tại thì nó gần 3 triệu view. Em đầu tư vô cái bánh sinh nhật đó, em đầu tư nhiều không Nguyên? Dạ cũng nhiều, từ 500 nghìn đến 1 triệu, có khi hơn. Em là học sinh, thì em kiếm tiền đâu ra em làm những cái số tiền đó em đầu tư như vậy? Dạ thời gian đầu thì em đăng video không phải là có đầu tư mà chỉ là những nội dung bình thường thôi, nó không có đầu tư gì cả. Em ơi, một clip của em á trung bình khoảng bao nhiêu phút? Dạ trung bình khoảng hơn 10 phút, nhiều khi có dưới 10 phút nữa nhưng mà toàn bộ là trên 10 phút hết. Trên 10 phút. Những cái bạn mà quay cho Nguyên á thì Nguyên có trả tiền không hay là giống như là bạn bè hay anh chị bố mẹ quay giùm luôn? Dạ người quay phim của em á thì em trả tiền, còn bạn bè của em là chỉ đi theo em để quay chơi vui thôi, vui clip hơn thôi, nếu mà một mình em thì nó sẽ không vui bằng. Rít ơi, không phải ai cũng như Rít đâu, quay vòng thì không có trả tiền á. Đúng rồi, em đầu tư chỉ có cái webcam 80 ngàn thôi đó, tới giờ đó. Nguyên ơi, chú muốn hỏi con điều này. Ba con lúc mà khi mà biết con làm cái kênh này đó, chắc chắn rằng ba con sẽ không đồng tình phải không? Dạ đúng rồi, lúc đầu thì ba con không đồng tình. Nhưng tại sao ba con thời điểm này lại, chú coi cái clip, ba con lại đồng tình? Dạ tại ở thời điểm đó thì con quay á, con quay xong rồi ba con la con sao không lo đi học mà lại quay, nhưng mà lúc đó là con nghỉ hè rồi, thời gian nghỉ hè thì con mới làm YouTube. Thì ba con nói là tại sao không đi học thêm này kia nọ mà ở nhà lại quay cái này. Con có nói với ba con là cái kênh này nó sẽ đem lại một cái nguồn thu nhập cho con? Dạ không, dạ không. Sau này nè, ba con có biết không? Bây giờ ba con có biết là nhờ cái kênh này mà con có một cái nguồn thu nhập hay không? Dạ biết. Bao lâu thì mới được bật chức năng kiếm tiền? Dạ em bật từ cái lúc mà bắt đầu làm. Là vào tháng thứ mấy khi mà em lập kênh? Không, một tháng đâu. Nó tầm mà hơn một tuần thôi. Hơn một tuần thôi là quá em nhanh. Tại lúc đó là con biết và hơn một tuần thôi là cái lượng đăng ký cái kênh của em rất là nhiều đúng không? Dạ không nhiều, tầm khoảng bao lâu thì nó lên 1 triệu? Dạ con không biết nữa. Con không biết nữa, nói ra chú biết hết sao. Rồi như vậy cũng là thông tin mà nó không cũng nhiều nói cũng đầy đủ rồi. Ai là số 1 20 giờ chủ nhật trên kênh Vi Giải Trí.